Chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Vừa rồi anh em cũng thấy một đoạn video mà mình tạo. Hôm nay mình chia sẻ hướng dẫn cho anh em cách tạo một đoạn video y chang như vậy nha anh em. Nếu anh em thấy thích thì mời anh em theo dõi tiếp video để cùng mình thực hiện nghe anh em. Về vật liệu trong video mình đã để sẵn dưới phần mô tả rồi cho anh em để anh em sử dụng. Anh em chỉ việc theo link mà tải về là được. Bây giờ mở ứng dụng KeyMaster lên để cùng mình thực hiện nào anh em. Rồi, bây giờ bắt đầu tạo cái mẫu thứ nhất anh em. Về phần xuất video mình sẽ bỏ qua cho ngắn gọn chút nghe anh em. Tiếp tục tạo mẫu thứ hai. Mình sẽ bỏ qua cái phần xuất video luôn cho gọn nghe anh em. Sau khi đã tạo được hai mẫu rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu biên tập hai mẫu thành cái video hoàn chỉnh nghe anh em. Rồi,
anh em cần tải cái hiệu ứng chuyển cảnh là dòng tròn lửa. Ở đây nè, nó nằm trực tiếp trong cửa hàng luôn nghe anh em. Bây giờ anh em vào cửa hàng nè, chỗ 3D, anh em bắt đầu lấy tay vuốt lên, nó nằm ở phía dưới đây nghe anh em. Rồi khi đã tải xong rồi mình bắt đầu tiếp tục thôi. Vừa rồi thì mình chia sẻ cho anh em cách tạo ra cái hiệu ứng những bức ảnh bóc trái nghe anh em. Nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nghe anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.